xin chào các bạn đến kênh của mình quê nha channel. Thì hôm nay mình đã lên 6 rồi nha mọi người. Thì mình mới đặt mua cái bộ sách của trường đến khi của mình là bộ sách lớp 6 Chân trời sáng tạo. Thì ở đây thì sách giáo khoa thì là 15 cuốn, còn thêm 2 cuốn sách bài tập nữa là 17 nha mọi người. 2 cuốn sách bài tập thì là 2 cuốn sách bài tập tiếng Anh đó. Tí mình sẽ review cho bạn coi. Đây là tên bản là Chân trời sáng tạo, nhà xuất bản là nhà xuất cái logo này, còn nhà xuất bản là nhà xuất bản giáo dục giống như hồi xưa nha. Và bây giờ mình sẽ review bạn coi luôn. Ở đây có gì á? Ngữ văn nè, ngữ văn luôn. Ngữ văn tập 2, toán tập 1, toán tập 2, tiếng Anh, Famous Student Book. Cái gì vậy ta? Tí nữa đi. Đây là giáo dục công dân, nghĩa là đạo đức đó mọi người. Lịch sử và địa lý, khoa học tự nhiên, công nghệ, tinh học, giáo dục thể chất là môn thể dục đó mọi người, âm nhạc, mỹ thuật, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, với lại thêm hai cuốn sách bài tập nữa là 17. Hai cuốn sách bài tập đây mọi người, đây là hai cuốn sách bài tập nha. Và bây giờ mình sẽ review luôn cuốn 8 nha. Thì bây giờ mình sẽ review cái cuốn toán này nha mọi người. Đây là cái bản lần thứ nhất luôn. Thì có lời nói đầu, rồi có những cái chú giải này nè. Hoạt động khởi động, nhìn giống nút tắt nguồn. Hoạt động khám phá, cái này là kiến thức trọng tâm, giống như nhớ vậy đó. Thực hành, vận dụng. Sau bài tập này em đã làm được những gì? À mình ghi vô. Em có biết chương 1 chính là phần số và đại số, số tự nhiên. Bài 1 là tập hợp phần tử của tập hợp. Thì có những cái bài mà là trong đây. Thì cái này là để giống như kiểu phần ghi nhớ vậy mọi người, giống phần ghi nhớ của lớp 5 vậy đó. Cái này là để cái ô ghi nhớ. Cái này bên đây là bài tập. Cái này là bài 2, tập hợp số tự nhiên, ghi số tự nhiên. Thì ở đây thì cũng có rất nhiều bài và cũng có nhiều bài, với lại cũng có màu nữa. Năm nay sách mới là có màu nha mọi người. Ừ. Kim tự tháp này. Kim tự tháp gì vậy? Thôi kim tự tháp Ai Cập luôn chứ nhanh. Tòa nhà Landmark 81, cái này mình đã đi rồi nè mọi người. Cuốn tái này mình có thể học thêm giống như kiểu là học thêm sinh học luôn hay sao luôn á. Kiểu có tên mấy con này mình cũng chưa biết là con gì luôn, có biết con này thôi. Con này với con này. Với con này nữa, con này không biết. Thì có giống như là tính về giống như là những cái bài toán mà rất là mình diễn tả như thế nào ta? Có cái bài giống như là nói tiếp đi. Và đây là tập 1 nha mọi người. Còn đây mới là tập 2. Tập 1 là mình học qua kỳ 1, rồi tập 2 mình học kỳ 2 nha. Thì cũng giống như tập 1 thì tập 2 cũng có y chang vậy luôn. Nhưng mà hình như tập 2 nó kiểu là nó đơn điệu hơn, nó không có màu mè như tập 1 á. Nó chỉ có hình này kia. Ê, hình như đây là hình học á mọi người.
toán lớp 6 hình như là có những bài toán như là giả thiết tạm nè, rồi khử nữa. Phân số. Ủa, cái này cũng ok nè. Cái này là 50 mấy dân tộc anh em ạ. Kinh lâu rồi. Kinh đây rồi đúng không? Ở đây như là đây là dân tộc Kinh nha. Nhìn mà giống như kiểu mình học cái khác. Cái này hình như là gọi là cái gì đó, cái thủy ngân đúng không ạ? Nhìn giống thủy ngân không? Ừ. Thủy ngân. Giờ ai chụp tấm hình này cũng chắc cũng hơi bị mệt à. Ý. Nhiều hình quá nha. Nhìn khá ok. Đây, mình đã review xong hai cuốn toán. Và bây giờ là tới gửi văn. Đây là gửi văn tập 1. Cánh đồng lúa mênh mông mở cửa sổ rồi được kia ha. Gửi văn chắc cũng hay hơn là toán. Tại mình thấy môn văn hơn môn toán. Chi tức. Nhìn sao rớt. Bài mở đầu nữa mọi người. Bài mở đầu. Hòa nhập vào môi trường mới. Ủa? Câu lạc bộ đọc sách. Okay. Thì bài ngữ văn thì sẽ dạy cho mình là văn á mọi người. Thì văn lớp 6 là có phần mở bài, thân bài, cách bài với cái gì á, với thêm mấy cái ngữ pháp đó mọi người. Từ ngữ pháp Adeta hình giống như là tượng thánh giống. Tại mình nhìn ngược nên là nhìn là hơi không khó đọc xíu. Hỏi thi hỏi cơm ở Đồng Vân. Ê, nghe quen quen rồi nha. Y chang như là lớp 5 luôn. Thực hành tiếng Việt. Vẽ rất là chân thật, hình có màu đầy đủ cho mọi người. Màu mà màu chất lượng luôn. Mình nghĩ là cái cuốn sách mới này ok hơn á. Tại mình chưa học xong lớp 6 nên là mình review hơi không có tốt lắm rồi mà. Đây là ngữ văn tập 2. Nãy hướng ra cánh đồng, giờ hướng ra biển. Hướng ra cánh đồng, hướng về biển cả. Giống vậy. Tái bản lần thứ nhất. Hình như là cuốn sách nào cũng tái bản lần thứ nhất luôn. Bởi vì sách mới mà. Từ từ để mình đọc thử. Mùa gió lạnh đầu mùa. Trời ơi. Đọc lớp 6 đọc gì đó. Trải nghiệm cùng văn bản. Ê, ủa, ở đây có câu hỏi trước luôn á. Sơn đã mặc xong áo ấm, cái áo dạ. À, cái này giống như hồi lớp 1 nè, nó có cái số 1 để đánh dấu, để chỉ nghĩa ra chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh. Áo vệ sinh là áo mặc trong. Ok. Ngoài. Rồi. Nói chung là mình còn review nhiều cuốn khác nữa nên là mình không có đọc hết được. Ai đây ta? Nhà văn Thành Lam. Bà biết ai không? Này. Tuổi thơ tôi. Rất là nhiều cái bài nữa. Có biên bản rồi nữa. Ở trên lớp 5 thì cũng có giống như kiểu là viết một cái ví dụ vào vở để đặt cái ra cái bản cuộc họp á. Còn đây là mình để viết biên bản nha. Ba biết viết biên bản nha. Mình chưa học, mình cũng chưa biết cách viết biên bản nó như thế nào nữa. Này, hình ảnh đều rất chân thật. Sao giống cô bé bán diêm quá vậy? Đâu? Cái là cô bé bán diêm. Cái chuyện cũng thích luôn á nghe.
đốt diêm có là sửa ủa là sao thôi hình như là mình chưa đọc hết những chuyện này á mẹ trí thức tiếng Việt đồ. Ok bây giờ mình sẽ review cuốn tiếng Anh. Đây là tiếng Anh tập 1 nha. Đây là Mai nè, Phong nè, Linda với Tony hả? Peter Tony. Peter. Đây là Vịnh Hạ Long nha mọi người. Hòn chống mái nè. Hòn chống mái nữa. Cái hòn chống mái này gọi là Worcester and Hearn Island. Mới trước mình mới hậu. Còn mấy người này đang từ rival. Ê có hotline rồi mã mã này kia nữa nè mà có hỗ trợ luôn ê ghê cái chữ này là cái chữ quen thuộc cuốn sách nào cũng có luôn đa phần là vậy mình thích cuốn tiếng Anh nhất bởi vì nó kiểu là mình dễ đọc nhất mấy cuốn kia hơi rối cái cuốn này mình thích hơn. Cái phần này là listen and read nghĩa là nghe và đọc cho mọi người cuốn sách tiếng Anh màu sắc đẹp hơn mấy cuốn sách kia có rất là nhiều bài luôn với lại để hội thoại nữa. Ok bây giờ mình sẽ review cuốn kia cuốn tập 2 cũng là mọi người đây cũng khác mà. Nhau không khác đây chỉ khác mẫu thôi mọi người cái này nữa không gấp lại không sợ hết gấp lại nó cũng giống như vậy luôn mà mọi người đó lên một tầm cao mới. Mấy cuốn sách cũ nó đâu giống vậy đâu đúng không ta? Nhìn mấy cuốn này đẹp hơn á mọi người. Giống như mấy cuốn mà mình học ở trung tâm vậy á. Còn mấy cuốn mà học ở trên trường mà hồi năm lớp 5 á là nó rất là nhám luôn á. Nhìn mấy cuốn này mê không? Okay. Robot. Gì mít 10 vậy? Đây là hai cuốn bài tập nha. Mình sẽ review cuốn bài tập 1 trước. Thì cái này là ai muốn mua thêm thì mua nha mọi người. Mình mua luôn. Cuốn này mình nhám. Nhám nó viết vô được. Đúng rồi. Nó ghi sẵn hết tất cả mọi thứ rồi. Những cái phần cuối có sửa bài. Đúng rồi, phần cuối có sửa bài. Không nên học kiểu này nha. Không nên học kiểu mở ra mới vô là không nên. Ây hình ảnh cũng rất là đẹp. Học cũng rất là ok. Ây mới đầu cũng mua ra đi. Và đây là cuốn tập 2. Thì mình nghĩ cuốn tập 2 của bài tập tiếng Anh thì nó cũng y chang vậy. Y chang vậy luôn. Nó cũng có cái phần sửa luôn. Không, cuốn tập 2 có phần sửa. Nói chung là vô đây mình làm bài tập thôi. Còn nếu mà muốn sửa bài thì mình làm xong mình sẽ sửa cho mọi người. Đây rồi. Đây là cuốn khoa học tự nhiên. Đây khoa học tự nhiên giống là môn gì vậy ta? Gọi là tự nhiên và xã hội là khoa học á mọi người. Vật lý hóa học. Gì nhiệt kế máy đo nồng độ cồn máy đo nhiệt độ wow rất là đẹp ở trên trường con là có cái phòng giống như kiểu có kính hiển vi không ba có luôn hả hay vậy ta hay gì á con chưa bao giờ được nhìn trong đó luôn á chưa bao giờ được nhìn trong đó luôn á mọi người. Đây là cây trồng trong thành phố. Ủa
Ủa gì hả? Nhà thứ ba nè. Mới đầu tưởng ghi nhà thờ Đức Bà gì đó, cây trồng trong thành phố. Nè heo. Còn này là cái gì vậy ba? Cân. Phải cái cân. Cái này cái cân nha mọi người. Hồi trước mình coi cái trên tivi thì mình cũng thấy cái đó, mình cũng biết tên là gì. Lịch sử và địa lý trúng tủ em mình rồi. Thằng Ly nó khoái chí rồi, đợi mình review xong là thôi rồi. Biết nó quậy cỡ nào nó phá của mình. Đây là Thôi Văn khác nha mọi người. Gọi là Thôi Văn khăn liền á. Đố đi đi là gì? Đâm rau hả? Đây đồ. Không biết nữa là thôi, không phải người Việt Nam. Chấm đồng. Trời. Biết rồi, đại đồng. Chấm đồng Đông Sơn ơi. Biết rồi. Còn đây là thanh kiếm gì của ta? Của ai không? Thanh kiếm của to hả? Thôi bất ảo tưởng đi. Này là một trong các cửa bắc. Một trong các thôi. Hình như cái này là cái đồng hồ thời La Mã này mọi người. Đây là đồng hồ ở, đó. Ở cha mẹ có chỉ cách làm cái này nè. Đồng hồ mặt đồng trời, trời. Đúng rồi, đúng rồi. Ở cha mẹ có chỉ cái đó. À nhớ rồi. Nhìn sao nó hơi ma mị nha. Thời kỳ nguyên thủy. Thời kỳ nguyên thủy. Ê. Gì vậy trời. Mấy người này bị gì vậy? Đó là bộ xưa đó. Hiểu luôn hả? Thì đó, bộ xưa là bộ người. Nghĩa là khi mà con người tiến hóa là cái bước đầu tiên là như thế này. Chính xác, đó là bộ người dòng lai. Không tin mình, không tin tổ tiên hồi xưa mình vậy. Ok, đây là bộ người, còn đây là người nè, mọi người. Ủa sao hồi xưa khỉ gì mặt đen thui vậy? Không phải khỉ chứ là phượng. Đây là những cái cách đầu tiên mà để con người tìm ra ngọn lửa nữa. Đây là cách sinh tồn trong người. Đây là cách săn bắn rồi cách đi. Ê, học cái này có hứng thú với môn sử hơn á. Rất nghiêng rồi. Rồi săn bắn rồi cày cuốc nha. Làm ra những bộ quần áo đầu tiên nữa. Nhìn mặt ông này. Đây là đi đọc với chị. Sự chuyển thể biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp. Có giai cấp là bắt đầu là văn minh lên rồi nha. Có những cái thời đấy giống như là có mấy cái đồ như hồi Việt Nam đi bảo tàng á, nó có y chang vậy luôn á mọi người. Nhìn biết ai rồi đó. Mọi người không biết nữa là thôi luôn. Tượng Nhân Sư đây là cái gì? Cái này quen. Cái này chính là cái gì ta? Cái đền thờ Athens gì đó, ở bên Hy Lạp. Đi giỏi một sự lắm. Nước Việt Nam hồi xưa nè. Ủa, nước Việt Nam hả? Phải nước Việt Nam không? Phải nước Việt Nam hả? Ủa sao mà con sao nhìn giống nước Việt Nam dữ vậy? Không, đúng rồi, nước Việt Nam á. Cũng giống nước Việt Nam thiệt. Ý chang. Ý là cái này là khi nước Việt Nam hình thành là mới hình thành luôn á. Mới hình thành đúng không ta? Nhìn nó cũng giống như Việt Nam hả? Sông Nin. Ai Cập. Ủa? Trời. À chứ. Ý chang. À chứ là gì ta? Cái khu vực Ứng Hà. Mình không khu vực Ứng Hà và bộ tộc của người Sơn Mờ. Cái hình như là cái những cái chữ viết của người hồi xưa. Người ta phải tốn cả nghìn năm mà người ta mới làm tạo ra được đó. Không biết là có giải mã mấy chữ này được chưa? Được rồi. Ba biết ý nghĩa không? Không. Đâu. Toán học hả? Đau quá. Cái là toán học á. Khúc đường sông Ninh nó là của người ai đó. 2332 trước công nguyên tới 2287 trước công nguyên. Cái này là của thuộc người Babylon. Từ để mình thử dịch. Babylon là người Sumer. Xe tăng nè. Con chim nè. Con đà điểu nè. Cái dao nè. Ok, bây giờ qua phần địa lý nha bạn. Đây là phần địa lý. Có kim cương kìa. Có bài này. Nhìn thấy nó ham á. Mình lên với em mắt cái chương 3. Mới qua chương 3 rồi. Cho em mình nhập khỏi luôn. Đây là đồng hồ gì á ba? Đồng hồ gì á? Hello các bạn nha.
Đây là đồng hồ gì mọi người? Đây chính là đồng hồ khí áp để kim loại. Hồi trước thì tên lửa có cái tên lửa nước á. Bởi vì có cái đồ bơm gì nè. Hình như mấy trong mấy cái đồ bơm nó có cái đó. Cái này là nhiệt kế ai cũng biết luôn nhé. Cái này hình như là cái gì ta? Ẩm nhiệt, ẩm kế, ẩm kế. Có luôn á hả? Ai biết đâu. Đồ đồ ẩm lắm. Ồ cái này là đỉnh đỉnh núi Everest đúng không? Không đỉnh này là đỉnh núi hoặc dãy Amber. Amber của bên thụy sĩ. Amber. Dãy đỉnh Everest là của hoặc dãy Himalaya mà. Ờ đúng rồi, cái đó là dãy Amber. Nãy mình thấy kim cương đâu ra đó. Ủa gì trong cuốn sách kim cương có thật vậy? Wow. Mua cuốn sách được tặng kim cương không? Ủa. Xong và lượn lưu. À cái cuốn này mà đã đọc cho mày. Chị ta thế giới gì bạn mình chăm ôn mà bây giờ chả cho bạn mình ơi. Wow, tính danh địa lý mà nó sửa cái nhà của mày á. Ủa cái này là tầng hữu cơ, là cái này dùng để ta cho mấy cái cây trồng cây màu lớn. Nó màu lớn. Còn cái là tầng tụ, còn cái này là tầng đá màu, là kiểu là mình thấy sự phân hủy của trái đất các bạn. Trái đất đã được người ta hình thành ơi 6 lần á, để gì ta 6 lần gọi là không có cái gì ta có rồi. Ủa gì kỳ vậy? Có rồi. Hơi bị dài vậy bạn. Ok. Bài này cái này là cuốn mỹ học. Mình cũng rất là thích. Vậy đọc cái cuốn này của Nam hả? Ờ thôi. À trong mấy cuốn mình còn 5 cuốn nữa. Ok. Thôi tiếp tục review cuốn mỹ học nha. Vẽ gì đẹp ghê luôn á. Ủa cái này là tứ tưởng vẽ chuyện manh ra. Các bạn biết cái này là gì không? Cái này là bức tranh của ông Van Gogh nè, chứ không đâu hả? Có nhảy Van Gogh luôn á. Đâu mình nhìn ra mình đã biết là của ai? Van Gogh. Ờ. Ok thôi giờ. Ờ Van Gogh bị gì? Thông thần. Ok thôi, nói chung là mình cũng có một năng khiếu mỹ học. Năng khiếu về biết mỹ học chứ. Nó biết về mỹ học chứ nó không biết vẽ nha mọi người. Vẽ coi cái là thôi ta tới ta xỉu luôn đấy. Nhìn dễ thương ghê. Oh, wow, chế tạo nè. Nghệ học. Tuy này là có chế tạo mấy túi vải để đi học luôn. Luôn á mẹ. Nghiên được điện sử và thế giới luôn nè. Tranh đúng là để giai điệu âm nhạc. Đúng rồi, đi điệu âm nhạc. Bẻ đóng cái để cái khung. Thì hồi trước mình cũng làm gì mà. Nhớ không, hồi trước ở trong cái sắc màu âm nhạc vậy đó. Yêu cầu nè, sẽ có yêu cầu nha mẹ. Yêu cầu và đây là mấy cái hình đây cho chúng ta coi. Và cách để hướng các hướng dẫn nè. Đây là mấy cái bức ảnh. Lưu ý không vẽ thêm quá nhiều chấm nét màu để giữ lại những cảm xúc ban đầu của bức tranh. Nếu bạn viết quá nhiều nó sẽ thành vỡ không được. Không. Wow, vẽ này đẹp quá nha. Cái gì luôn ấy. Wow, bức tranh này là lớp 6, lớp 7, lớp 8 là khó vẽ lắm mọi người. Nhưng mà mình rất thích vẽ nhưng mà vẽ rất là xấu. Ừ. Chính xác. Nó rất vẽ còn vẽ nhưng vẽ rất là xấu. Oh well. Để làm công sắp mới đừng vẽ công nhé. Nhìn thích quá mà chưa được vẽ cái này. Oh wow, ấy bức tranh này không? Không. Ôi nhớ mình coi cái bức người ta làm bức tranh này nè. Oh wow, đây là giờ tới vẽ hiệp nè mọi người. Mấy cái hiệp này, hiệp trưng bày thì rất là đơn giản. Vẽ thì nhìn rất là đơn giản nhưng vẽ thì rất là đơn gì không biết nữa. Thời tiên sử. Đại hội của điện sử người ta vẽ cái gì nha bạn. Tới cái chương này rồi sao mình vẽ. Mình nhìn giống như con panda hay là con có chút luôn các bạn ơi. Nhìn nó trên con có chút nè. Mình còn biết là con bò, con hu nè, con bò, con gì á, con nhìn giống con khỉ. Wow. À, con này con gì? Con người hành tinh hả? Có là con người hành tinh có một mắt hay sao á. Con này là con heo rừng nè, chắc chắn luôn. Nái đi. Wow. Bây giờ là vẽ dịch áo hả? Không phải. Thời trang với hình vẽ thời tiền sử. Không biết thời trang với người vẽ hình vẽ người ta đi ra từ người ta tưởng là mình gì ta. Từ thời tiền sử mới về về. Không, nghĩa là nó màu. Màu họ là chúng ta cắt đẹp lắm chứ. Kỳ hồi lên mẹ lên. Là ô, có cách làm nữa là cái hữu cầu luôn á. Còn mấy bao nhiêu độ nữa. Khó thế nhờ. Nên nó khó nhưng mà vui. Ờ vui lắm. Ồ, cái này làm người nè. Làm người nộm á. Ồ, làm người nộm bằng giấy nha bạn. Bình thường mình làm người nộm bằng sắt nó khó mà làm bằng giấy nữa. Ồ, cái này bức tranh Ai Cập hồi La Mã hay là La Mã hồi Ai Cập. Ồ, này cũng hay. Cái này là về mấy cái hoa văn trong trống đồng sao mà không giống như mình đó. Nhìn như là nhìn mình rất là hay là sáng tạo từ những chất liệu nè mọi người. Ok, tiếp theo đây.
làm nhà. Nói chung là mình cũng rất là thích đi học. Cái thứ hai là nó công nghệ. Công nghệ technology. Chắc không? Ờ. Công nghệ. Ok. Wow, công nghệ không có gì ta. Phần mềm máy mà tính học mới là phần mềm máy. Bạn biết là về công công gì á, công công thức nấu ăn. Ê, toàn là công thức nấu ăn không à? Mẹ cái này mẹ đi nấu được. Công nghệ chứ là công nghệ vậy. Món canh chua mồng tơi, canh chua mồng tơi. Công nghệ, công nghệ. Thịt kho mặn, cá rán, đậu phụ xúc cà, rau muống xào, su su xào. Ê, mấy cái này mình biết nấu hết rồi, mai mốt khỏi học. Ủa nhưng mà quan trọng là công nghệ. Nhưng mà mình biết nấu hết rồi. Này là không cái nhưng mà không biết là trường mình có cái gọi là đồ trường phòng mình bếp có hả? Cái là phòng bếp, bếp ăn hả? Phòng bếp nấu ăn không không? Thế là phòng để tự nấu ăn luôn á. Có luôn hả? Bật thử. Ủa khi còn đồ ăn thì đâu ra có rồi. Tụi em còn không mà nhà trường cung cấp. Ồ qua cái là bán dinh dưỡng luôn. Ủa vậy là tức tự nấu tự hạn ăn chế ăn là muối như bạn hạn chế ăn muối bên đường. Thằng này nè, lâu lâu nó rảnh cái nó lấy muối ra nó chấm ăn hết nguyên hũ luôn. Ngon nè, ngon nè. Nó ăn cái miệng tại nó vì chát ta, luôn. Tại vì biển cả phải biển có mùi biển thì mới có biển cả chứ. Rồi, rất thích biển cả. Nên ăn gì trái cây nha mọi. Hạn chế xem tivi, chơi trò chơi điện tử. Ngồi hạn chế xem tivi mình... nhưng mà mình không được xem tivi luôn, ghê chưa? Ăn hạn chế. Ồ cái này là cái gì đây? À cũng mập khoai tây. Ồ ồ. Dịp này hết muốn ăn cơm. Ồ nó nói ơi. Cho mình biết là đạm, chất đạm, chất béo, chất đường bột. Có món chất... curamen nè. Lượng. Ước gì cuốn sách bán kèm theo mấy món ăn thì đỡ nha. Học sinh đang cần nhanh chóng rồi đi. Này là phơi một nắng nè. Phơi một nắng. Rồi mình cho cái phơi nó giống như cái này nè mọi người. Ờ. Đúng là sách đúng là sách bột thật luôn các bạn ơi. Ok, tiếp theo. Để coi nó giống không. Ui, tiếp theo. Ồ đây là mấy cái gì nha các bạn? Vật dụng luôn nè. Nè. Đây. Đây, phơi một nắng. Phơi khô rồi. Ok, tiếp tục. Hả? Cái này là gì vậy chị? Biết rồi, ăn luôn đi. Mày ăn đi. Ôi, làm nước mắm nữa. Trời ơi, cái này là trúng phố ruột của mình. Ngại nào mà kiểu giống như y như rằng là mẹ. Rồi sao? Mẹ làm thịt luộc quá chén mà. Hay là làm thịt luộc mà kiểu là ăn chung với bún mà thôi. Y như rằng lúc nào cũng phải pha cái này. Mình là người pha luôn. Wow, cái cách làm đồ ăn đúng là dễ làm mà dạy, ta sao công thức nấu ăn đúng là quá là công nghệ. Nhưng mà mấy cái này biết không trước phải luôn là công rồi. Nghệ đâu mọi người. Hả? Này không phải là công nghệ. Dài áo được tùm lum tùm la. Sợi tơ muốn con tầm nè các bạn, con cầm nó làm tơ cho mấy kia. Nhìn nó hơi bị vải Loren đúng không? Loren đúng không? Vải Loren này nhiều trang phục nữa. Trang phục. Ủa. Đó. Cà bạc của ba là gì? Đi chơi gì không? Ba làm gì đây các bạn? Ba lô, nhìn đẹp quá. Ước gì lấy được cái này. Rồi. Ồ đúng là công nghệ quá là tới cái môn mà hơi bị rối não. Không có biết anh đơn giản lắm. IT mình rất là thích về. IT tinh học. Đợi mình xíu. Ồ qua đây, mấy cái chương các bạn rất là nhiều chương. Ui. Nãy mình coi mình tìm thì ok rồi đó chứ. Ủa? Mà mèo cái thì này là cái rồi. Gì vậy? Đá mình rồi. Thích xem bóng đá. Liên quan gì ta? Bà biết mấy này không? Biết. Này để làm gì ta? CPU hả? Là cái hồng đó. Là cái hồng. Vào thiết bị. Thì giúp cho các bạn. Thì giúp cho các bạn gì ta? Thu thập thông tin. Rồi tới CPU. Truyền thông tin. Rồi tới thiết bị. Rồi một cái bộ nhớ là mấy cái xử lý. Đây là mấy cái gì vậy bài? Ờ gọi là câu hỏi. Cách xử lý thông tin. Học IT thì rất là. Ba biết xử lý mà. Học IT là phải giải toán với lại tiếng Anh nha bạn. Ồ cái gì đấy? Một cách biểu diễn hình ảnh chữ A thành một A. Mình biết cái này nè. Chỉ là hình trong mấy cái gọi là tô màu đó, số là kiểu là số 1 là màu nào mà số 2 số là màu nào kiểu vậy. Ờ biết rồi. Rất là đơn giản. Hình trái tim.
sương sơn. Ok, nói chung là cái này nghe quen quen nha. À, cái này Odyssey nè, Odyssey mà F nè, Odyssey OG vậy á. Ok, Odyssey hả? Ủa không biết Odyssey. Không kể. Cái này mà ba cho xuống cho em là thôi nha, thấy á. Ok, mình đây là mạng máy tính nè, mạng là phải có internet, phải có wifi. Nếu không có wifi mà không có internet thì coi như là bộ không còn định gì còn tuyến lấy gì. Chưa bao giờ nhìn thấy cái này bộ định tuyến hả? Wifi. Bộ định tuyến, bộ định... mình hơi bị là wifi ở mấy cái này. Mình gì cũng đang tìm hiểu internet nè mọi người. Nên là gì mà? Cái này là Wikipedia. Nhớ không? Em Wikipedia. Ờ, ok. Ở đây có hướng dẫn một cái gọi là tra Google cũng hướng dẫn luôn á. Mấy này mình biết khóa rồi. Mấy cái này, mấy cái này rồi. Là nhấn phím enter biết hết trơn rồi bạn. Nhập từ khóa là nhấn phím enter. Cái này ai cũng đã từng làm một lần trong một cuộc đời. Chỉ gì vậy? Chỉ đơn giản thư điện tử là email nha bạn. Đây. Thư điện tử. Ủa con chim bồ câu hay là bỏ cái hơn vào cái là thư điện tử chắc chắn luôn. Cái này là nhập email nè. Họ khui đến á bạn. Ngoài hàng hải. Ủa là ai có vậy? Một Gmail của người đâu đó là trong đây. Là ai vậy đây? Cái người mở ảnh sách á. Ồ cái gì đây? À thôi chứ bạn mấy câu hỏi. Cái đó gọi là ồ ai đi? Tác hại nguy cơ khi dùng internet các bạn cần bị phải hacker. Lưu ý. Hacker với lại mà mình không làm mình không bao giờ làm hacker được. Hacker là phải hân thiện, mình là hacker hân thiện. Nhưng mà không biết nó hack nó hacker. Nó hacker. Nó hack gì? Nó hack gì? Biết hack gì không? Hack sĩ á. Chọn mega sen. Ok, tiếp tục. Đúng bài 13 học hành tìm kiếm cái này và thay thế. À mấy cái này nè nhớ không? Một chút mình làm mình nè. Cái này là cái mẫu của ở giữa nè, ở đâu nè? Ở giữa đâu nè? Còn cái này chữ A B C. Ồ cái này là gấp gì vậy? À biết gấp gì. Ủa công nghệ mà cũng gấp nữa hả? Gấp hình trò chơi Đông Tây Nam Bắc. Ủa biết cái nào lâu lắm rồi. Ủa nó sao sao quá ta. Sổ lưu niệm lớp A chữ nè. Học mấy cái công nghệ này chắc thầy công nghệ cũng giỏi lắm. Ờ IT chứ lộn, nãy giờ cứ nói công nghệ hoài. Và đây cái mã này nè, rồi nhìn như thế nào trời. Cái đó gọi là mấy cái gọi ghế B á. Ghế B. Cái này là môn đạo đức nha bạn, với công dân. Môn này cho những người công an. Môn này mình không cần học đâu. Biết tại sao không? Quá có trộm mà. Không phải. Tất nhiên là ai cũng phải học rồi, mình nói mình không học là tại do bài 12. Chắc mình lợ quá. Tự hào gì vậy? Tự hào về quyền thống gia đình. Truyền thống của gia đình mình không có truyền thống hả? Giống anh hai hả? Ừ, wow. Khởi động, quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi. Đây, wow, đây là ai vậy? Đây là ai như môn giáo dục công dân rồi. Một trong những môn dễ nhất của lớp 6. Không môn là dễ lớp 6 cả. Ủa tại sao bơm giáo dục công dân thấy nó vậy? Ủa đây là ai vậy? Không à. Chi cục thuế. Không học bài là cái gì? Ủa uống gì á? Ủa phải uống mà cái này gọi là đi ống nhòm. Lúc đầu mình tưởng đi uống rượu vậy. Hại chai. Hại chai luôn. Uống rượu vào mắt hả? Chú bộ đội uống rượu. Em không có gì nữa. Bao kiểu này cộng lên hết. Bản của ôm sai cách rồi. Quyền ôm sai cách rồi ôm kiểu này còng lưng hết mọi người. Đây là quyền cho em nè, quay là quyền cho em trong những ngày một hết. Rồi. Ủa, là bây giờ Tết cho em nha bạn, gọi là đây là âm nhạc nha mọi người. Em cũng được hết chưa? Đây. Mình thấy cuốn âm nhạc này rất là rối não. Không rối não mà đẹp lắm luôn á. Cưng không biết. Mùa khai trường. Trường trung học cơ sở không ghi tên. Ghi mà muốn ghi chữ NBK vô. Rồi cách đánh đàn, rồi cách vỗ tay, rồi đó là đồ re mi á. Mình học ở trên lớp 5. Ồ, đây chính là ông Lưu Hữu Phước. Mình biết bài này nè. Bài gì? Mình biết hát á. Tiếng chuông và
ngọn cờ bản quyền không? Không bản quyền đâu. Trái đất thân yêu, lòng chúng em xịt vào tự hào. Một quả cầu đẹp tươi lung linh giữa trời sao. Sớm. Trái... Ê, trời ơi. Sớm. Sao? Thế giới muôn hoa bên ba chân. Thôi, biết rồi, hát là được rồi, biết cái giai điệu được rồi. Thôi ok, cái đó cách hỏi sáo, bạn hỏi sáo cái đi. Phải hỏi cái bạn hỏi sai cách không chắc phát. Cách khở luôn. Hỏi sai cách là coi như là mấy con rắn lại nó cắn mày. Biết hát. Thật biết thổi cũng hay lắm á, chứ mình là không biết thổi gì hết. Ủa nè, trong gì đó. Nó sao hỏi sáo không? Biết đánh đàn nè. Đàn piano vậy ai? Chắc có nha. Đồ re mi fa sol. Ờ, ở trước lúc nằm chứ học cái này nè, ở đây là số chữ mi. Rồi cái gì đó, rồi gì nè. Rồi sao nữa nè, rồi cái gì đó thôi. Không cái nhớ mình nó hơi không nhớ lắm. Wow, ơi có gì nè. Văn cao. Văn cao là một sáng tác ra quốc ca Việt Nam. Tiếng ca. Biết ơn thì cũng miền tin niềm tin thắp sáng có trong cho tim một em. Mình biết niềm tin thắp sáng trong tim em. Đơn giản mà. Không có cách thổi sáo nữa. Ủa cái này là gì đây? Tay trái, tay cái phải. Gì vậy? Ôi gì ta? Lên rồi xuống. Ôi, thì phải là một tết con men không? Cái này là Vivaldi á. Lại không biết nữa ông mày. Không biết. Hello, bạn ơi, bạn lại. Ê, sáng tạo nhạc cụ nè. Để mình quay cái lại luôn. Lên. Ờ đâu. Đây. 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 Là không hiểu gì hết. Ok, tiếp theo. Cái này giống như cái lắc chuông hồi ở mầm non á mà. Cái này là lắc chuông nè, cái này. Là quả chuông còn lại. Mới lạ nữa. Rồi tìm quả chuông đâu ra. Đi mua. Đi cắn. Hả? Đi cắt luôn. Đi cắt luôn. Sao cái nhìn của mình với cái chữ nó sao sao. Có hơi là một thiên tài. Tài cái đầu mày. Bài ca lao động. Wow. Rồi mình hát bài này rồi mình có xuyên hơn được không ta? Ở cái này là cái gì đây? Hò ba lý. Không có gì đâu. Bài thực hành so sánh. Ê, biết đánh đàn nè. Và cái này là Hà Hỷ Câu. Mình biết đánh đàn bài chúng bạn nhiều kỳ cùng vui hòa ca. Bài này là bài gì? Ok, cũng chung. Ờ rồi, bài có số 6. Ok. Chim cúc cu. Ok. Giáo dục phải chất. Đây là môn. Tính ra mình đang đi tập luôn. Tập luôn hả? Đây chính là môn thể dục mà các bạn. Ôi, tập môn đi. Nè, okay, ăn trước đi rồi tập. Ăn gì đây? Đây rồi chạy đi. Chạy hả? Dạ. Bạn cứ làm theo cái này đi. Và cuối cùng ai làm còn chiến thắng? Làm theo cái này đi. Rồi gì ta? Rồi cái này là cái gì? Rồi. Ủa Huế hả? Không biết. Tay của tay hả? Nè. Ghê mình quá. Ê, làm sao thôi khỏi đi. Thôi khỏi. Bây giờ chợt khớp nữa mới ghê đấy. Nhìn. Rồi trò chơi rồi đây kia nha mọi người. Sơn có cái này không? Chắc không. Có. Cái sơn gì đây? Có hả? Đây là cái gì đây mọi người? Cái dòng đâu? Cái này là cái gì vậy mọi người? Hả? Cái đó thầy sẽ làm. Cái gì đây mọi người? Có cái gọi là cái gì đó vẽ hả? Vẽ ra. Mùi bước là mình chỉ hắn chắc không? Rồi hắn rồi. Đây là thực hành 10 bước. Ok, bây giờ mình sẽ thực hành 10 bước với bạn nha. Tạ. Đây bây giờ mình sẽ thực hành 10 bước. Hãy tại chắc còn đây, 10 với 20 bước. Đây 12 bước. Okay. 1 2 3. Thắng. Một bước thôi là thắng rồi. Chạy mà. Thì chạy. Chạy chắc còn đứng hít khói quá. Hít khói. Mình chạy nhanh lắm luôn á. Mình chạy nhanh lắm. Rất là nhanh luôn, nhanh lắm. 100m là mình chạy trong vòng là 1 phút luôn. Cái này mình biết chơi. Ống rổ này nha. Okay. Có bơi không ta? Nãy xong. Đây bây giờ chúng ta sẽ được tìm hiểu về nghề nghiệp đã sau này sẽ như thế nào nha mọi người. Không có bơi. Ủa sao kỳ? Chắc là lớp 7 hoặc lớp 8. Hình như là thiếu cái cuốn tiếng Anh Finlet đó mọi người. Tiếng Anh 6 Finlet. Thôi tiếp. Ờ thay và mất hai cái cuốn tiếng Anh hồi nãy rồi. Và đây chúng ta sẽ biết được nghề nghiệp của tương lai thôi mọi người. Hoạt động trải nghiệm về nghề nghiệp bạn trồng cây thì chắc chắn là làm việc cây. Trồng cây gây gừng. Trồng cây gây gừng. Ô cái này là nhiệm vụ. Nhiệm vụ khám phá và liên kết rèn luyện kỹ năng và
vận dụng mở rộng tự đánh giá rồi mày. Đây là có hai cái màn ghi chú, đây là mấy cái tiêu đề. Đề chú một người khám phá lứa tuổi và môi trường học tập mới. Ôi tất nhiên là chị mình định hướng nội dung đây có ba định hướng dùng này tìm hiểu những thay đổi của bản thân đó chứ mình sao đâu hãy khám phá bản thân, khám phá thế giới xung quanh, nhìn để có thể tự điều chỉnh thích ứng với sự thay đổi diệu kỳ của cuộc sống. Sự thay đổi diệu kỳ của cuộc sống là gì? Thật là kỳ lạ. Wow, là ví dụ buổi sáng này. Ồ, bến xe. Ai cũng biết cái này đường xá và bệnh viện, chùa, chợ, bãi biển gì tất cả sự. Ok. Mà không biết hướng về nghề nghiệp là sao thì băng tay. Wow, băng tay các bạn. Đây là mực nước biển dâng lên nè. Nó nói chữ băng tan mà sao nghe nó sao sao nha. Sao vậy? Thôi. Suy giảm đa dạng sinh học, dịch bệnh của chính là cái trắng. Năm trước đã có dịch bệnh rồi, cái trắng này bạn đang ghi vô đây. Ồ, cái này nè. Cái này rất là to luôn á. Cái cuối phần cuối cái quạt á nó bằng nguyên con người mình luôn. Nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ nó to lắm. Nhỏ nhưng có vỏ nha. Ừ, giống vậy đó. Ủa bây giờ to mà có vỏ cũng to luôn. Ủa thích như vậy ta? Lộn cái gì đây? Quê kép. Tấm này ai đọc nhìn chứ nói. Ủa? Máy ảnh. Ok đây là cuốn mà các bạn ơi. Tấm này đã có 17 cuốn nha bạn. Nãy giờ thì tụi mình cũng đã review bộ sách lớp 6 mới là bộ sách Chim Trời Sáng Tạo. Tấm này của nhà sản của nhà sách Quản Giáo Dục nha mọi người. Cho bây giờ có 17 cuốn nè. Nói chung là có 15 cuốn, nếu mà đủ luôn là 15 cuốn. Với là thêm hai cuốn kia nữa. Thì bây giờ thì mình cũng xin nhớ xuống video tại đây. Các bạn cho mình một like, subscribe cái kênh của kênh cho mình nha. Bye channel. Bye bye. Hẹn lại bạn mình nha.